Wow, chúng mình cùng làm sạch con to này nhé các bạn. Wow, có mấy con gì đấy nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta cùng làm sạch nó. Wow, các bạn nhìn này, nó là một con voi các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, ở đây có một cái gì đó các bạn ạ. Wow, nó là hình tròn đấy các bạn ơi. Hình như là một quả trứng phải không các bạn? Wow, cùng bỏ vào đây nhé các bạn. Nào, tiếp tục nào. Wow, các bạn cùng xem này. Ở đây rất là nhiều loài động vật này các bạn này. Wow, ở dưới này có hai cái gì đó này các bạn này. Rất là kỳ lạ các bạn ạ. Wow, chúng ta cùng lấy rổ và nhặt vào nhé các bạn. Wow, ở dưới này các bạn này. Đây là cái gì các bạn nhỉ? Chúng mình cùng nhặt vào nhé. Một cái này. Wow, ở chỗ này một cái nữa các bạn này. Wow, không biết là cái gì các bạn nhỉ? Wow, rất là to các bạn ạ. Nào, nhanh phía trên này nào. Wow, thế ra nó là một con vật các bạn ạ. Wow, là con gì đây các bạn? Nó là màu nâu các bạn ạ. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Wow, chúng ta cùng sang bên này nào. Wow, ở chỗ này có thêm một con nữa đấy các bạn này. Wow, con này cũng rất là to các bạn ạ. Wow, rất là nhiều các bạn ơi. Wow, xuống phía dưới này các bạn này. Các bạn cùng xem này. Ở đây có hai con màu xanh lá cây này các bạn này. Wow, thật tuyệt vời các bạn ạ. Nào, lên phía trên này nào. Wow, ở chỗ này nữa các bạn ạ. Wow, cũng là màu xanh lá cây luôn các bạn ơi. Cùng nhặt vào đây nhé các bạn. Wow, con gì đấy các bạn nhỉ? Con này có cái đầu rất là lớn các bạn ạ. Wow, cùng bỏ vào đây nhé các bạn. Nào, tiếp tục nào. Để thêm một con nữa các bạn này. Wow, ở dưới này các bạn này. Wow, có rất là nhiều con nhỏ các bạn ơi. Chúng mình cùng nhặt hai con này nhé. Wow, tiếp tục nào. Ở phía dưới cùng đấy các bạn này. Wow, lại thêm hai con màu xanh lá cây nữa các bạn này. Wow, rất là nhiều các bạn ạ. Nhặt rất là thích các bạn ạ. Wow, lại thêm hai con nhỏ nữa các bạn này. Wow, tiếp tục nào. Wow, lại một con nhỏ nữa các bạn này. Cái đây này nữa các bạn ạ. Wow, chúng mình cùng nhặt luôn nhé các bạn. Tiếp tục nào. Wow, con cuối cùng này các bạn này. Con này rất là nhiều cái chân thì phải các bạn này. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn cùng xem này. Wow, nhặt rất là nhiều các bạn ạ. Wow, nhưng nó rất là bẩn các bạn ơi. Nào, chúng mình cùng ăn đi rửa nào các bạn. Wow, ở đây có cái hồ nước sạch này các bạn này. Chúng mình cùng rửa nhé các bạn. Wow, để rửa con to này nhé các bạn. Chúng mình cùng rửa con to này nào. Wow, ra nó là một con voi các bạn ạ. Một con voi có cái vòi rất là dài các bạn ạ. Có cái tai rất là lớn đó. Wow, cùng mở ra nhé các bạn. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Wow, con nhỏ này nhá. Con màu xanh lá cây này nào, cùng rửa nào. Wow, thì ra nó là một con cua các bạn ạ. Wow, một con cua biển màu đỏ các bạn ơi. Cùng bỏ vào đây nào. Tiếp tục nào, để thêm một con màu nâu rất là to các bạn này. Chúng mình cùng làm sạch nó nhé. Để xem nó là con gì nào. Wow, các bạn xem này. Nó là một con bò các bạn ạ. Wow, một con bò sữa rất là đẹp các bạn ạ. Wow, con này rất là lớn đấy các bạn này. Cùng bỏ vào đây nhé các bạn. Wow, chúng mình rửa được hai con lớn đấy các bạn ạ. Nào, đến cái tròn tròn này nào. Cùng rửa xem nó là cái gì nhé. Wow, nó là một quả trứng bất ngờ các bạn ạ. Wow, mở ra xem nào. Trong đó có cái gì nhỉ? Wow, thì ra nó là con khỉ các bạn ạ. Wow, một con khỉ rất là đẹp các bạn ạ. Cùng bỏ vào đây nhé. Nào, tiếp tục nào. Wow, lại thêm một cái to nữa này các bạn này. Wow, cùng rửa nào các bạn. Wow, lại thêm một quả trứng bất ngờ màu xanh lá cây nữa các bạn ạ. Wow, quả này rất là to các bạn ạ. Cùng đập ra nào. Nào, cùng đập lại nào. Wow, mấy cái gì nhỉ? Wow, thì ra nó là một con trâu các bạn ạ. Wow, các bạn cùng xem này. Một con trâu màu đen các bạn ạ. Wow. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nhé. Wow, cùng rửa con này nhé. Lại thêm một con màu xanh lá cây nữa các bạn ạ. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là một con hổ các bạn ạ. Wow, một con hổ màu vàng các bạn ơi. Nào, tiếp tục nào. Đến con này nhé. Cùng rửa con này nhé các bạn. Wow, thì ra nó là một con sư tử các bạn ạ. Wow, một con
sư tử màu cam các bạn. Nào, bỏ vào đây nhé. Chúng ta còn tiếp tục nào. Cái con này nào. Wow, con gì đây nhỉ? Chúng mình cùng gửi nhé các bạn. Wow, các bạn đi cùng xem này. Đó là một con ngựa các bạn ạ. Wow, một con ngựa trông rất là đẹp các bạn ạ. Nào, chúng ta còn tiếp tục nhé các bạn. Wow, thêm một con bé nữa này các bạn này. Cùng gửi xem nó là con gì nhé. Wow, lại là một con voi nữa các bạn ạ. À, một con voi màu xám rất là đẹp các bạn ạ. Wow, rất là dễ thương các bạn ơi. Nào, cùng bỏ vào đây nào. Bây giờ mình cùng rửa cái con này nhé. Wow, hình như nó này là một quả trứng bất ngờ đấy các bạn ạ. Wow, đó là một quả trứng bất ngờ màu cam các bạn ạ. Wow, thì ra nó là một con khủng long các bạn này. Wow, một con khủng long cỡ gai các bạn ạ. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nào. Wow, con bé xíu này nè. Cùng rửa nào các bạn. Wow, thì ra nó là một con cừu các bạn ạ. Wow, một con cừu màu trắng các bạn ơi. Nào, cùng bỏ vào đây nhé. Nào, tiếp tục nhé các bạn. Wow, chúng mình cùng lấy con này nào. Cùng làm sạch nào. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là một con lạc đà các bạn ạ. À, một con lạc đà một biểu các bạn ạ. À, nó có một cái biểu ở lưng các bạn ơi. Tiếp tục nào. Cùng làm sạch con này nhé. Wow, các bạn cùng xem này. Đó là một con cào cào các bạn ạ. Wow, một con cào cào màu xanh lá cây nào các bạn này. Trông nó rất là đẹp các bạn ạ. Nào, chúng ta còn tiếp tục con này nhé. Cùng làm sạch nào. Wow, thì ra nó là một con gấu trúc các bạn ạ. Wow, một con gấu trúc có cái vằn trắng đen các bạn. Tiếp tục nhé các bạn. Wow, lại thêm một con bé nữa các bạn này. Wow, thì ra nó là một con vịt các bạn ơi. Wow, các bạn xem này, lại thêm một con vịt màu trắng các bạn ạ. Wow, tiếp tục nào các bạn. Wow, đó là một con gà trống các bạn ạ. Đó là một con gà trống màu đỏ nữa các bạn này. Wow, trông nó rất là đẹp các bạn ạ. Tiếp tục nhé các bạn. Wow, cùng rửa con này nào. Wow, thì ra nó là một con chó các bạn ạ. Wow, một con chó mặt xệ các bạn này. Wow, trông nó rất là dữ các bạn. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nào. Cái con này nhé các bạn, cùng rửa nào. Wow, thì ra nó là một con báo các bạn ạ. Wow, một con báo đen các bạn ơi. Wow, đó là một con báo đen ở châu Phi các bạn ạ. Nào, chúng ta cùng tiếp tục nhé. Cái con này nhé. Wow, thì ra nó là một con lỗng các bạn ạ. Wow, một con ngỗng màu xám có cổ rất là dài các bạn ạ. Cùng bỏ vào đây nhé. Chúng ta còn tiếp tục nào. Wow, con cuối cùng nữa các bạn. Chúng ta cùng làm sạch con này nhé. Để xem nó là con gì nào. Wow, các bạn cùng xem này. Nó là một con cáo các bạn ạ. Wow, một con cáo màu đỏ các bạn này. Nó rất là dễ thương các bạn ạ. Cùng bỏ vào đây nhé các bạn. Wow, các bạn cùng xem này. Hôm nay nhặt được rất là nhiều con vật đấy các bạn này. Wow, một con bò này rất là to các bạn ạ. Wow, thêm một con voi nữa các bạn ạ. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ơi.